Chào các bạn. Hồi tuần trước khi mà mình share cái video về cách bán đồ online thì có nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để mà nhập hàng từ bên Trung Quốc qua bên Mỹ. Thì mình thấy có nhiều bạn đặt cho mình câu hỏi là thường là cước phí vận chuyển là bao nhiêu tiền để nhập một lô hàng từ bên China qua. Thì có nhiều bạn cũng thử liên lạc với lại một vài công ty để mua đồ từ bên China thì họ đưa cái giá vận chuyển rất là mắc. Mà theo như kinh nghiệm của mình á, thì là họ, những công ty bên China họ có nhiều công ty làm ăn rất là đàng hoàng, nhưng mà có nhiều công ty thì nếu như mà các bạn mà để lộ cho họ là bạn là người mới làm thì họ sẽ thường là họ khô cái giá shipping rất là mắc. Mà cái vấn đề này là các bạn không muốn bị, tại vì mình muốn trả một cái giá fair thôi. Thì đây là một cái thùng hàng của mình nhập từ bên China qua Mỹ đến mới đến ngày hôm nay thôi. Thì cái dịch vụ mà mình hay dùng để nhập hàng từ bên China thì bên China nó có rất là nhiều cái công ty vận chuyển, chẳng hạn như là DHL, FedEx hay là UPS. Mình thì do mình ở Houston, mà ở Houston đó thì là mình có cảm giác là DHL nó đi qua đây rất là nhanh mà rất là rẻ. Có nhiều bạn hỏi mình nói là công ty đó đòi ship chỉ có vài cái nón mà thôi à, mà họ đòi gì mà tới gần cả nghìn đô tiền shipping. Thì mình biết luôn á là cái giá shipping từ ở ngoài nước ngoài vô tới nước Mỹ nó không có mắc hơn cái giá shipping ở trong nội địa mình bao nhiêu đâu. Nó cũng mắc hơn một chút xíu thôi à, chứ không nhiều. Mà cái thời gian vận chuyển là cực kỳ nhanh. Chẳng hạn như DHL khi một cái package mà gửi từ Hồng Kông hoặc là gửi từ mainland China qua tới Mỹ thì nó chỉ mất tầm 3 ngày tính từ cái ngày mà người ta ship đi. Thường là nó sẽ mất khoảng 3 ngày để người ta chuẩn bị, người ta ship cái gói hàng cho bạn. Và nó sẽ mất thêm khoảng 3 ngày nữa để cái gói hàng travel đến cho bạn. Mà mình cũng xin lưu ý với các bạn luôn là khi mà các bạn bán đồ online thì các bạn nên cẩn thận, đừng có ship những cái món mà nó có hình ảnh, mấy cái hình mà người ta phải trả royalty. Tại vì những cái hình đó là rất là dễ bị hải quan bắt. Mình có một người bạn là ship những cái case điện thoại qua bên từ China qua Mỹ. Nhưng mà cái người bạn đó là những trên những cái hình điện thoại đó đó là nó có cái hình của Walt Disney hay là những cái hình mà nó có bản quyền, thì lập tức là bị hải quan người ta chặn lại liền. À, người ta đòi phải đóng khoảng mấy ngàn đô tiền phạt hay là tiền gì nữa đó thì người ta mới release cái package đó ra. Thì những cái trường hợp đó mình nghe rất là thường, cho nên các bạn khi mà nhập đồ từ bên China qua các bạn phải cẩn thận cái vấn đề đó. Nên nhập những cái món mà dễ bán thôi. Nếu như các bạn không biết thì các bạn có thể đưa qua cho mình. Mình thì không có nhiều kinh nghiệm nhưng mình coi mình biết mình sẽ trả lời. Thì đây là một gói hàng của mình mới ship từ bên China qua. Thì mình cũng bán tầm lum đồ hết á. Nhưng mà cái gói hàng này thì mình nhập về để mình làm sample cho công ty mình thôi. Thì cái gói hàng này nặng khoảng 20kg hay là hơn 40 pound. Thì trong cái lô hàng này là nó bao gồm những cái, những cái đồ về cái máy in của mình. Để mình chạy bên này thì mình làm in ấn nhiều lắm, cho nên mình mua những cái này về để mình làm cái máy in. Thì cái giá của cái này nếu như mình mua tại Mỹ thì nó khoảng 100 đô một set. Nhưng mà khi mình mua từ bên China thì nó chỉ khoảng bao nhiêu? 5 đô một set thôi. Thì cái giá như các bạn biết là nó khi mà nhập bất kỳ một món hàng nào từ bên một nước ngoài qua Mỹ thì cái giá của nó bị đội lên rất là nhiều. Cái giá mà người ta bán ở đây compare với là cái giá mà người ta nhập vô nó đội lên rất là nhiều. Cái tiền mình shipping mình pay cho nguyên một cái package này á, thì cái package này nặng là khoảng 80... No, nặng 20kg, khoảng 40 pound đi. Nhưng mà thường là mình trả chỉ khoảng từ 160 cho đến 200 tiền shipping thôi. Là mình có thể ship những cái... làm người bên China có thể gửi cho mình những cái package khoảng từ... khoảng từ trên dưới 50 pound á. Mình cũng không để ý lắm cái giá shipping tại mình cảm thấy nó rẻ quá, mình cũng không có để ý. Mà khi các bạn bán đồ online thì mình cũng khuyên các bạn là nên bán những cái món nào mà nó nhẹ đó, mà giá trị nó cao. Thì như vậy thì các bạn khỏi có phải lo nghĩ nhiều về cái vấn đề shipping vận chuyển. Hồi trước đây mình cũng từng bán những cái món đồ nặng. Thì bán những cái món đồ nặng thật sự ra nó cũng lời giống vậy thôi. Mà cái tiền với lại các công các bạn vận chuyển nó rất là cực, nó không có sung sướng gì đâu. Mình store những cái món đồ nặng với lại mình ship những cái món đồ nặng nó rất là tốn tiền. Với lại là mình ship nó đi là nó cũng cực kỳ mệt luôn. Mà lời không bao nhiêu hết trơn á, mà các bạn phải tốn kho bãi rồi để giữ nữa. Thành ra mình khuyên các bạn là nên bán những cái món đồ mà nhẹ nhẹ, nói chung là cầm được trên tay dễ ship đi. Thì cái giá ship á,
các bạn phải lưu ý các công ty ở bên China, tại vì họ có nhiều công ty, như mình nói có nhiều công ty rất là đàng hoàng, nhưng mà có nhiều công ty họ sẽ lợi dụng cái sự chưa có kinh nghiệm của các bạn, họ sẽ khô những cái giá rất là mắc. Tại vì đa số công ty thì họ cũng chỉ muốn làm ăn với các bạn một lần rồi thôi à. Tại vì nếu như mà các bạn không thể hiện cái trình độ chuyên nghiệp deal của các bạn á, thì họ nghĩ là các bạn chỉ là người giống như là chỉ mua đồ của họ một lần thôi, rồi các bạn không mua lại nữa. Thì như vậy thì họ sẽ lừa các bạn một lần cho biết. Đó, thì nếu như bị lừa một hai lần như mình thì trước đây mình cũng bị rồi, bị lừa một hai lần là biết thôi. Nhưng mà mình bị qua rồi, mình không muốn các bạn bị. Thì thứ nhất, cái giá shipping từ bên China qua Mỹ này không mắc. Ship có một bạn mới vừa hỏi mình là bán về cái sản phẩm mọc lông mi gì đó thì mình xin lỗi, lông mi giả chứ, thì chỉ rất là nhẹ. Gửi sample DSL từ bên China qua tới Mỹ thì khoảng 20 đô 3 ngày tới, thì cái giá đó rất là hợp lý, rất là đúng. Nhưng mà các bạn lưu ý, những người nào mà khô giá shipping khoảng từ, như mình nói đó, mình trả nguyên một thùng hàng như thế này mà chỉ, thùng hàng này rất là nặng ha, các bạn thấy đồ trong này là toàn là plastic, toàn là đồ không à, rất là nặng, không có nhẹ tí nào hết á. Nhưng mà cái tiền ship của nó chỉ khoảng 160 đô thôi. Rồi còn một vấn đề nữa là vấn đề hải quan. Thì nếu như mà các bạn mà ship mà một lần rất là nhiều đồ á, chẳng hạn như một container á, thì các bạn hãy lo đến cái vấn đề hải quan, custom, thông quan. Còn nếu như mà các bạn chỉ bán những món nhỏ 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 như vậy thôi, thì các công ty ở Trung Quốc họ có cách, họ khai trong cái tờ invoice này nè, họ khai trong cái tờ này để cho các bạn không phải đóng nhiều thuế hoặc là gần như không phải đóng thuế. Thì giống trường hợp của mình thì mình ít khi nào phải đóng thuế lắm, gần như không có. Thì họ khai là chẳng hạn như họ khai rất là nhiều cách để họ khai, chẳng hạn như họ khai là ô đây là hàng sample. Thì về cơ bản thì là những cái hàng sample đồ này nọ thì là nó cũng không có bắt các bạn phải đóng thuế gì nhiều đâu, trừ khi nào các bạn nhập qua đây chẳng hạn như số lượng cực kỳ nhiều á, thì lúc đó đó họ sẽ đặt cái vấn đề thoái má với các bạn. Còn nếu như các bạn chỉ nhập thùng ít 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 như vậy, nhưng các bạn nhập nhiều lần thì cũng không ai đánh thuế các bạn gì đâu. Chú ý rồi, cẩn thận những công ty kia. Nhiều công ty shipping á, thì từ bên China qua tới đây á, thì các bạn nên chọn DSL. Tại vì DSL là đây nè, công ty có cái logo vàng vàng đây nè, đây là công ty của Đức. Nói chung là về cái vấn đề vận chuyển là mình đi với công ty này mình rất là vừa ý, không có complain gì hết á. Nhưng mà nó cũng có nhiều service lắm, chẳng hạn như là, để mình nhớ lại coi, hồi trước đây mình dùng EMS, thì EMS là thường mất khoảng 14 ngày mới tới, nhưng mà giá cũng vậy à, giá rẻ hơn chỉ có vài chục đô thôi, thấy không đáng, trong khi tiền mình để đó mình có thể làm được nhiều tiền hơn. Rồi UPS thì mắc hơn DSL luôn chứ không rẻ hơn, thời gian lại lâu hơn nữa, mình cũng ít khi nào phải dùng, trừ khi cái người supply họ nói tao chỉ có dùng UPS thôi chứ không có những offer, những service khác, thì lúc đó mình mới phải dùng UPS hay là FedEx. FedEx cũng cũng mắc hơn so compare với lại DSL luôn, nhưng mà mình cũng ít khi nào phải dùng lắm. Rồi như mình nói đó, các bạn có thể request sample, chẳng hạn như cái thùng này đây, mình là đây là lần đầu tiên mình làm ăn với lại cái công ty này luôn, họ mới vừa gửi hàng cho mình. Mình request với họ là mình mua một cái thùng hàng về để làm sample. Trong cái thùng hàng này bao gồm 50 món, 50 piece khác, 50 piece cũng cùng một món để mình test sample. Thì họ đồng ý bán với mình với lại cái giá wholesale luôn, cái giá mà đúng ra mình phải mua khoảng từ 200 đến 300 piece trở lên họ mới để cho mình giá đó, nhưng mà do cái cách của mình ăn nói thôi. Nếu như mà cái đầu dây bên kia, cái đầu dây mà của các bạn chat đó, họ cảm thấy là các bạn là người chuyên nghiệp thì họ sẽ nói chuyện với các bạn cái kiểu khác. Mà nếu như mà họ cảm thấy các bạn là người không chuyên nghiệp á, là người mới bắt đầu làm, thì họ sẽ nói chuyện với các bạn kiểu khác và họ sẽ đưa cho các bạn các giá khác nhau. Chắc có thể là khi nào mà mình có thời gian với lại khi nào mà mình có chat thì mình có tìm kiếm một sản phẩm rồi đó, thì mình sẽ quay lên cho các bạn thấy cái cách mà mình deal với lại người ta sao. Nó cũng tùy cơ ứng biến thôi à, chứ cũng không có cái cách nào gọi là cụ thể. Thì như mình nói, cái video chính ngày hôm nay là mình chỉ muốn nói về cái giá của cái sản phẩm, cái giá shipping thôi, để cho các bạn tránh không có trả overprice quá cho cái giá shipping từ bên China qua. Có nhiều bạn bán đồ mình thì mình chuyên môn làm ăn với lại giữa China với lại Mỹ thôi. Thì đồ China như các bạn biết đó, khi mà người ta bán qua Mỹ rồi thì cái chất lượng nó cũng khác so với lại đồ China mà bán cho Việt Nam mình. Đồ China ở Việt Nam toàn là đồ giả không à, còn đồ China ở Mỹ thì nói chung họ
cái chất lượng của họ cũng khác lắm, cái giá của họ cũng khác lắm. Rồi thì các bạn cứ coi để biết cái giá shipping không mắc. Cái gói hàng này mà nếu như các bạn gửi ở Mỹ á, ha, gửi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác mình nghĩ chắc cũng khoảng 100 đô á, chứ không rẻ hơn đâu. Mà còn ship từ bên China qua mà 3 ngày tới mà khoảng 160 thì theo mình nghĩ cái giá này rất là fair, rất là hợp lý. Đó, thì mình cũng khoảng trả tiền shipping từ khoảng 200 đô trở xuống, ít khi nào mình phải trả hơn lắm. Rất là ít khi, trừ khi cái gói hàng đó nặng có 7 8 90 pound thì mình trả cỡ chừng 260 là 300, 320 là max. Tiền shipping không mắc. Các bạn chú ý, đừng có để cho họ thấy mình không biết gì rồi để cho mất công họ vẽ vời ra nữa. Rồi. Vậy ha. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn thành công.